cho các bạn nào đây vật lộc và mình đang quay cho các bạn là cái bình nóng lạnh Acetone, mình mặt đen mặt ngang. Và đây mình sẽ bảo dưỡng cái bình nóng lạnh này. Và ước mong là nó sẽ giúp ích cho các bạn nào muốn tự bảo trì bảo dưỡng tự sửa cái bình nóng lạnh của nhà mình. Ở đây mình đang tháo nước. Dưới này mình kiêm cái bàn. Đấy. Cái bàn này. Mình đứng lên tí, đứng lên để hạ nó xuống cái mặt bàn là dễ dàng. Tháo nước. Các bạn dùng bỏ lết này. Mình bỏ lết nhé, để tháo cái nước này. Còn tháo ra hẳn cái này nhé. Cái này nếu như mà nó có cái vàng vàng này, nó có cái vàng vàng này, các bạn có thể vặn bằng tay được. Bằng tay được. Nhưng mà nó không có thì các bạn phải dùng bỏ lết nhé. Để nước nó chảy nhanh đi. Các bạn nhớ cắt điện nhé, nhớ cắt điện và khóa nước này, khóa nước. Tùy vào từng nhà khóa nước ở chỗ nào các bạn khóa nước và cắt điện. Đây là van một chiều, các bạn đóng vào nó không chảy nữa này, mở ra này, van một chiều nhé, để xả nước ra thì nó rất nhẹ. Đúng. Các bạn phải cố gắng đợi, cứ thao tác đợi chờ nước xả xuống này là rất lâu. Các bạn phải xả xuống, rồi tháo ra, tháo không cần phải tháo chỗ này nhé, các bạn nhé, không cần phải tháo, chỉ tháo đây thôi. Đó. Nước vẫn nóng. Cho các bạn để trên mặt bàn nó cũng có thể xử lý trên mặt bàn được. Đó là mình gì. Ở đây thì các bạn sẽ có những nước này. Là mở tô vít mặt ngoài để sửa chữa. Chúng ta bảo dưỡng nên sẽ mở tô vít mặt trong. Đó, những con ốc còn tí nữa. Mình sẽ mở cái này để mặt cái mặt này ra. Đó, ở đây nó con ốc nữa. Con ốc thì cũng nhìn thấy. Nên mình cũng nhìn thấy mình sờ tay con ốc rồi. Bốn con ốc thôi. Để mình mở ra. Ở đây mặt sửa chữa các bạn đi bảo dưỡng không phải mở mặt này nhé, không mở mặt này nếu không mở mặt này nên con ốc này đừng có mở. Đây là tem bảo hành nó, đây là hai mở, đây con sửa chữa không mở, nếu mà bảo dưỡng ta thì mở mặt này thôi, đối với bình nóng ngang có nước chảy, chúng ta sẽ đợi chờ nước chảy. Các bạn có thể nhìn thấy cái chỗ nước là nước ta đầy. Đấy. Đấy, nước này không? Đó, nước vẫn chảy, bạn nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ cảm giác hơi chậm lại. Đợi 15 năm phút rồi các bạn. Phút rồi đâu vậy? Chảy lâu quá. Nếu mà ta tháo cái van một chiều ra thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà thôi, lắp vào nó khó, đợi tí. Đấy. Nếu bạn xúc ruột có thể tháo ra một chiều thì tia nước nó sẽ chảy gấp đôi thế này. Nhanh. Các bạn tháo bốn con ốc này nhé. Tháo bốn con ốc này. Đấy, các bạn tháo từng con. Đấy, các bạn thấy chưa? Này, đấy. Tháo bốn con ốc này, con này cũng chưa tháo được rồi, chưa đâu. Ok. Đấy, các bạn nhìn thấy nội tạng chưa? Mình sẽ để nó vào đây nhé. Thì giờ mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Các bạn nhớ này, đây cái dây điện này này, là dây đi vào này. Dây đi vào nhé, dây đi vào đến đây này. Thì cái dây xanh vàng này là dây mát nhé. Cái dây màu vàng này là dây mát. Thì nó chỉ là cái dây không có điện thôi. Dây không có điện, dây tiếp đất. Thì ở đây nó có hai dây điện vào, là dây xoay chiều. Các bạn nhớ hai dây xoay chiều nhé. Thì các bạn cứ rút hai dây này ra. Trong đó các bạn có thể cắm nhầm cũng được, cắm đổi sang đây cũng được, không sao cả. Đấy, vì nó là dây xoay chiều điện lưới của chúng ta mà. Thì các bạn rút hai cái dây này ra. Đấy, thì sau đó ở đây nó có hai cái dây là dây càng này, hai dây càng. Đây là van nhé, đây là van cảm biến nhé. Đây là đầu cảm, đây là chân cảm biến. Đấy, đây là hai dây càng. Thì hai cái dây càng. Thì hai dây càng này cho các bạn cứ nhổ ra. Vào cái dây trắng này. Vào cái dây trắng này nhé, cái dây trắng này. Dây trắng này và dây lâu này. Đấy, thì các bạn cứ nhổ hết ra. Bởi vì cái này nó là xoay chiều, các bạn nhớ, nhưng mà nhớ này. Đây, đầu bên này. Đầu bên này. Và đầu bên này.
bạn nhớ trước lắp lại không được lắp nhầm nhé, lắp lại không được lắp nhầm. Các bạn nhớ các bạn đánh dấu một cái nào đó, đánh dấu một cái chân này nó thì nhớ rằng à, bên này là nâu này thì xanh bên cạnh họ, và hai chân còn lại thì các bạn có thể cắm đảo chiều tùy, không phải sợ. Thì đây là cái cảm biến các bạn nhổ ra này. Đấy, thứ nhất. Thứ hai các bạn nhổ hai thằng này ra trước. Nếu mà cái này chặt quá thì các bạn có thể nhổ bằng kìm nhé, lấy kìm nhé. Đấy, các bạn nhổ ra này. Đấy nhá. Thì các bạn chỉ cần tháo cái này thôi, còn cái này để nguyên, xong rồi tháo. Đấy, xong rồi. Tháo hai thằng này. Đấy. Nếu các bạn cảm thấy mà sợ quá các bạn có thể chụp ảnh lại. Đấy, mình chụp ảnh lại là xong. Các bạn hiểu không nhỉ? Các bạn chụp ảnh lại là các bạn có thể nó chốt nắp vào nó xong rồi, nó thì đơn giản. Tiếp theo này. Các bạn có thể dán băng dính vào để cho nước không vào đây. Đấy. Đây. Rồi. Bây giờ mình rút này nha các bạn nhớ này. Đây mình rút này. Và mình sẽ đánh dấu này. Mình sẽ đánh dấu bằng cách này. Đánh dấu bằng cách này. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đánh dấu bằng cách ở đây thôi. Mình gấp hai này gần với nhau. Hai này giãn ra tí. Đúng không? Thì đó. Mình đánh dấu. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đánh dấu. Bó hai này gần vào. Bó hai này bên này gần vào. Thế bây giờ mà mình lấy chồng và tê tất cả các thứ mình tháo những con ốc này ra thôi. Con ốc này là con ốc 8 hoặc ốc 10 rồi này. Các bạn cứ lấy ốc 10 này nó sẽ vặn ra. Đấy, ta tôi biết và nhấc cái còng này ra nhé. Mình sẽ thi công cái này. Đấy. Các bạn thấy nhá, mình tháo được những con ốc này ra rồi này. Con ốc này mình tháo. Các bạn cứ dùng chồng, dùng tê là các bạn tháo được rồi. Đấy là 3 con này, 4 con này, 5 con nhé. Đừng nó mất nhá. Nó mất là dở lắm. Mất đồ nguyên zin của nó là dở lắm. Rồi các bạn nhìn này, nó đang bây giờ nó đang hết rồi nhá. Các bạn có thể lấy được cái này lên ngay. Nhưng mà nó là cái mặt chặn thôi. Nó có hai cái tay bên cạnh này. Các bạn cứ giật hai cái tay lên. Được. Một tay đang quay thì nó khó là giật lắm. Mình phải dùng hai tay cơ. Đây các bạn này, các bạn nhìn thấy cái còng này. Đấy, đây là cái còng. Cái còng này khá là sạch. Thế có nghĩa là cái máy này nó không bẩn lắm. Cái còng này sạch. Đấy. Mình sẽ bật cái khóa nát này. Đấy, các bạn nhìn thấy bên trong này. Đấy, cái bình này tương đối là sạch. Đấy. Không bẩn lắm. Đấy, các bạn nhìn cái thanh magie cửa cặn bên trong, nó vẫn ở trong kia. Cái thanh magie đấy các bạn dùng cái ấy để bạn ở đây vào. Đấy, nó có ốc ở đây này. Các bạn bạn cái thanh magie ở đây. Các bạn có thể xả nước luôn ở đây cũng được. Xả nước luôn đấy cũng được. Xả nước luôn đây. Đấy, thanh magie cho bạn nhìn thấy nhá. Đấy. Thì là mình sẽ xúc để cho tất cả những cái vôi cặn ở bên trong kia nó ra ngoài. Đấy, vôi chúng ta sẽ dùng lấy cái nước lúc nãy đây. Đấy. Và đổ nó vào đây là xúc ra nha, bạn xúc phích nước bình thường thôi. Được chưa? Nhá, xúc phích nước bình thường thôi. Còn xúc phích nước bình thường thôi đúng không? Đây. Là rửa cái này các bạn nhớ nhá, cái này chỉ bóc nhẹ nhàng cái lớp này ra thôi. Cái này nó bọc bên ngoài, bạn bóc nhẹ nhàng thôi, đừng có lấy cái gì kỳ đánh trà nhá. Đừng có cạo nhé. Ở đây nó có một lớp cách điện, các bạn cào mất cái lớp cách điện ra thì tắm nó giật, các bạn chết đấy. Các bạn chỉ bóc thật nhẹ nhàng rồi làm thật nhẹ tay với cái này nhé. Cái này về rất là quan trọng, cái này hỏng nó mua tiền triệu đấy. Các bạn phải dùng thật quan trọng, thật nhẹ nhàng cái này để thật khéo léo nhé. Đây là cái một cái còng đun. Xúc ra cái kia xong nhé. Đấy các bạn này, các bạn có thể thấy bên trong nó cũng độ sạch rồi đấy. Nó còn một ít này, nó còn một ít. Nó còn một ít. Vui. Nó còn một ít. Cái này nó còn một ít nữa, để cho tay vào mới nới ra. Không bám. Này lau khô rồi, phải rửa nó nữa. Có cầm này để nhẹ nhàng nhá, nó hỏi là chết sở ấy. Bắt tiền này. Xong rồi các bạn phải lau khô cái này nhé, lau khô cả. Thấm khô thế này, thấm khô cả dây điện đầu kìa. Vẫn còn các bạn, vẫn còn. Bây giờ mình xúc một hai lần nữa cho nó hết đi. Các bạn có thể tháo cái thanh magie này ra. Rồi,
tháo thanh mangin này và thay thanh mangin khác, tháo ở chỗ này này và thay mangin, thay mangin khác, nhưng đây mình không thay, thanh này vẫn còn dùng được. Lúc này thì ok, nó khô, nó khô nắp vào xong, nó xong nó nâu bên ngoài. Ốp này đó, các bạn thả như thế này nhé, xong rồi đẩy nó vào đây. Đấy, đẩy nó vào đây. Các bạn nhớ này, nó quay từ chiều ngược trên bộ hồ, ngược kia bộ hồ. Cho vào nó. Con nhớ thả sao để 5 con ốc vào cùng cả nhé. 5 con ốc vào cùng cả. Rút luôn. Đây thì trái không phải đúng không? À, xay thì phải không trái, ngược như nó hồ. Ngược chỉ như nó hồ, đúng không? Đấy. Các bạn dùng hai tay này. Các bạn dùng hai tay để đẩy hai cái bên này nhé, hai tay để đẩy. Hai tay để đẩy sẽ đều. Đấy. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Siết này, các bạn là siết à, đừng siết chết bất cứ một con nào nhé à, chỉ siết bằng tay để cho nó tới thôi. Mỗi thứ tới một tí. Cứ siết từng tí một. Các bạn nên siết con ở đây, xong con đối diện nó, xếp một con và con đối diện nó. Xếp đối diện nhau. Cái này khóa này. Ờ, mình vặn chặt cái này nhá. Vặn chặt cái này lại. Cái này nó có cái tai này, nó dễ vặn. Vặn chặt vào. Chặt vào. Rồi. Đây các bạn. Các bạn thấy đã vặn chặt ra xong rồi nhá. Vặn chặt xong rồi là mình mở nước này. Các bạn phải thử nước xem nó có giò không nữa nhé. Không có giò xong thì mới bật điện, nó mà không giò thì được bật điện. Đấy, các bạn để cho nước đầu kia nó, các bạn phải nhớ đầu kia không được khóa thì nước nó vào bình được. Bạn nghe tiếng nước vào bình nhé, nước đang vào bình ấy thì đầu kia không được khóa, đầu kia không được khóa nước thôi. Nó không giò nước thì mới bật điện được. Nó mà giò nước.
Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc nha. Và hôm nay là mình có một cái bình nóng lạnh cũ ở đây. Thì Aziton 30 lít bình vuông. Thì ở đây các bạn thấy là nó vẫn còn cả cục bảo vệ đây. Cục bảo vệ gọi là chống giật đây. Đấy. Cục này thì hiện tại là cũ nhưng mà vẫn hoạt động tốt. Thì các bạn biết rằng là một cái máy nó đã sản xuất tốt rồi thì theo năm tháng ấy, nó cũng cái này nó hoạt động rất ít, nên là rồi là theo năm tháng lâu thì nó vẫn vẫn hoạt động tốt vì nó hoạt động ít mà. Thì mình sẽ có cái video để giới thiệu các bạn cái hoạt động của cái này và cấu tạo nguyên lý bên trong, phá bung nó bên trong nó có cái gì nhé, để xem xét. Thì bây giờ thì trong cái video này chủ yếu là mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái bình nóng lạnh này nó có những bộ phận gì và cái bộ phận đấy để làm cái gì. Và chúng ta chỉ biết là nó để đun nước nóng cho ta tắm đúng không, nhưng mà chúng ta có lẽ là chưa biết hết cái cấu trúc, cái cấu trúc của nó là nó có cái gì. Thì các bạn dùng cái tô vít rèn các bạn đào ốc ra này đấy để tháo nó ra nhá. Thì ở đây mình sẽ review cho các bạn một cái mà máy là để các bạn biết là bên trong nó có những cái gì, trong hình thái nó như thế nào và nó hoạt động như thế nào, có những cái gì, cấu trúc như nào. Thì ở đây nó có cái núm vặn các bạn cứ nhắc ra thôi. Cái này nó lâu đời rồi thì nó có nhẹ dễ, nhưng mới thì nó chặt hơn. Mà thế đấy, đây là cái điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Cái này nhiệt độ max min thôi. Đấy, điều chỉnh nhiệt độ max min. Thì nó chỉ có chế độ nóng thôi, tất nhiên là không có chế độ lạnh rồi. Chúng ta sẽ biết là đây là cái đèn báo đỏ này. Chúng ta sẽ đưa vào đây và nhấc nhẹ lên. Chúng ta sẽ thấy được là đây là cái máy của chúng ta, bên trong nó có những nội thất gì. Vẫn chưa vặn hết ốc các bạn ạ. Tiếp tục vặn hết ốc. Rồi. Đấy. Thì sau khi bạn tháo được cái mặt nạ này nhé, các bạn chú ý hãy rời ốc. Bạn chú ý đừng để mất ốc nhé. Mất ốc rồi. Đây là mặt nạ này. Mặt nạ này. Đấy, nó có đây các bạn thấy này. Đây có min max này. Min. À max là min. Đấy. Vậy thôi. Đây thì các bạn sẽ thấy này. Bên trong nội thất đây. Đấy. Nội thất của nó đây các bạn nhé. Thì đây các bạn sẽ thấy là một cái gì vuông vuông lâu lâu đây đúng không? Đây là những cái bộ phận còn lại thì mình sẽ tháo hết cho các bạn để xem như các bạn. Nó sẽ là những cái gì. Nội thất bên trong và cấu trúc nhá. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nhìn thấy một cái chỗ mà ta phải tháo đầu tiên, đó là cái dây tiếp mát này, nó ăn luôn ở đây, nó ăn luôn ở cái chỗ này. Không biết là các bạn có nhìn nó rõ không, mình sẽ kéo cái này nó sát vào đây các bạn nhìn nó rõ hơn. Đấy đấy nhá, đây này cho nó thật là rõ luôn. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy thì đây là cái dây vàng, vừa vàng vừa xanh. Thì cái dây vừa vàng vừa xanh này nó sẽ là một cái dây người ta gọi là dây mát các bạn nhé. Bao giờ cái dây mát nó cũng có hai màu. Đấy, một dây nhưng nó có hai màu. Hai màu là vàng và xanh các bạn nhé. Đấy. Mát này, vàng xanh. Rồi, ta tháo rồi. Tiếp theo là ta sẽ tháo cái cá này ra. Cái cá này ra. Ta có thể tháo cái này trước. Tháo cái này trước để xỉ video các bạn. Các bạn có thể hiểu được cái này nó là cái gì. Cái này là cái gì. Tại sao nó lại nằm ở đây. Rồi. Nếu các bạn học điện thì các bạn có thể hình dung là nó là cái gì ngay. Và các bạn không biết thì đây là một cái kiến thức cho các bạn. Các bạn muốn tham khảo, muốn tìm hiểu, các bạn muốn tự sửa chữa bảo dưỡng, đo kiểm tra cái bình nhà mình nó còn tốt hay là nó bị làm sao, hay là các bạn thoải mái trong cái việc sửa chữa như thế nào đó thì các bạn cứ tháo hết ốc ra. Nên là những cái ốc giữ thôi. Nhưng mà đừng làm mất ốc cũng được. Đấy. Đấy, các bạn thấy là đây. Những cái siết giữ thôi mà. Thì ở đây này, chúng ta sẽ thấy. Đây. Đấy. Cái cục này. Cái cục này bây giờ nó đang có một cái cảm biến, nó bị dính nót ở bên trong này. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra nó rồi mình sẽ nhìn với các bạn nó cục gì và sao nó lại như thế. Đây là một cái T10 các bạn nhé. T10. T10. Bạn nhớ mua này, T10. T10 nhé. T10 tháo đâu. T10. Rồi, rất là nhẹ nhàng đúng không? Rồi, nhẹ nhàng quá. Có T10 mà. Đấy, các bạn cất vào đây. Tránh không được mất ốc nào đây. Đấy. Và bạn sẽ thấy đầu tiên là một cái cảm biến.
Cảm biến này là cảm biến nhiệt độ nóng. Khi mà các bạn đun bật điện lên, nó sẽ nóng cái này, nóng cái dây mai so này, nó nóng cái gọi là cái còng. Cái còng này thì nó nóng lên thì nó sẽ nóng cả, tất nhiên là nóng cả cái này rồi. Ở đây cái còng này đang đến là 200W, à 2500W, 2500W thì nó sẽ nóng cả cái này và nó sẽ truyền vào cái nhiệt độ này. Nó truyền vào cái nhiệt độ này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái nhiệt độ này là bằng đồng và nó kèm theo nhiệt độ nóng. Khi cái độ nhiệt độ đủ nóng thì nó sẽ đưa vào cái cục này nhé các bạn nhé. Thì cái cục này đủ nóng, cái cục này nó sẽ cho điện sẽ ngắt, đèn nguồn sẽ tắt đi và không còn điện vào trong cái mai sò ở đây nữa, không vào điện cái dây còng ở đây nữa. Đấy, thì cái cục này gọi là cục ngắt khi đủ nhiệt. Đấy, cấu tạo rất đơn giản là nó có một cái cảm biến đi vào, nó đủ điện thì đủ nhiệt độ thì cái cảm biến này nó đóng tiếp điểm cho cái cục ngắt này, sẽ ngắt cục ngắt này, ngắt nhiệt độ ngắt. Thì cái cấu tạo của nó thì mình cũng không tháo bung ra mà mình chỉ nói các bạn là cái này nó có thể điều chỉnh cái trị số của cái cảm biến này thay đổi, thì cái nhiệt độ nó thay đổi, max min thay đổi ở đây là do cái điều chỉnh này, nó điều chỉnh cái trị số điện trở của cái cảm biến. Thì các bạn sẽ thấy ở trên này nó sẽ có cái số tiếp điểm này, không biết là các bạn có bị ngược sáng không. Đấy, thì đây thì cái số tiếp điểm này nó sẽ là có 1 và 2 thôi, nó chỉ có số 1 và 2 là nóng và lạnh thôi. Nóng và lạnh là cao và là thấp đấy. Nếu các bạn đi học điện các bạn biết, thì các bạn biết là tương chung quy là dây này dây mát rồi, thì các bạn đấu xuống đất còn không quan tâm này. Thì hai dây còn lại chính là dây điện lưới của chúng ta, dây điện một pha, dây điện 220V ấy, thì đấu vào thì nó đưa các bạn đưa nguồn điện nguồn vào đây. Sau đó thì từ đây nó sẽ cấp ra hai cái điện nguồn này để đi vào dây mai so. Nhưng mà trước khi qua cái điện nguồn này thì nó đã qua cái công tắc cảm biến này, cái công tắc cảm biến này để đóng ngắt nếu như nhiệt độ cảm biến đưa vào công tắc cảm biến này là đủ. Đấy, thì để đóng ngắt thì đấy là mình chia sẻ với các bạn như thế. Cái này thì nó cũng có thể hỏng được nếu như mà nhiệt độ nó làm việc nhiều năm thì nó cũng sẽ hỏng thôi. Nhiệt độ hay các bạn hay để quá. Các bạn hay để quá thì đây cái nhỏ nhỏ ở giữa này là một chỉ là một cái bóng đèn thôi. Bóng đèn đỏ đỏ các bạn vẫn hay nhìn thấy đấy. Thế nên là 1 và 2 đối diện với N và L, thực ra nó là xoay chiều 1 2 thì các bạn không cần quan tâm lắm, nó là xoay chiều mà. Nó định xoay chiều nên không cần quan tâm lắm. Rất đơn giản. Đấy. Đây. Đấy. Đây là cái dao động nhiệt của nó đây. Cái đây đằng sau này cũng có một con cảm biến nữa. Đây cái lưng này có cảm biến thân vỏ. Cảm biến này các bạn gắn vào đây này, nó khi gắn đây này nó cảm biến thân vỏ luôn. Cảm biến thân vỏ xem cái vỏ này nó đã đủ nóng chưa. Nếu như cái vỏ này chưa đủ nóng mà cái này đủ nóng đấy thì chưa chắc nó đã ngắt, chưa chắc là cái này nó đã ngắt đâu. Đấy, thì thế là như vậy để giới thiệu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái còng này ra xem để cho các bạn biết cái còng này sẽ như thế nào. Hiện tại thì cái bình này là cái còng này đã bị hỏng rồi, chỉ có cái vỏ bình thôi, cái vỏ bình này cũng đã han rồi, mình không biết là còn dùng được không. Mình sẽ tháo hết ra. Cụ đấy à? Cháu đang tháo cái bình nóng lạnh ra. Cháu đang tháo bình nóng lạnh ra. Cháu nắp cho ống ấy xong rồi. Nắp mới một cái bình nóng lạnh bé thôi, 15 lít. Cả sửa chữa đường nước các thứ ông ấy mất 2,4 triệu. Cả đồ đạc cút kiếp ông ấy sửa chữa rồi là khóa nước khóa lung các thứ. Cháu đang tháo đây. Đây là dòng cao su của nó đây. Cái cũ đây hả? Cái cũ đây cháu bỏ là cho cháu xin. Vâng, cho cháu xin. Cái này nó bị hỏng, cái này nó bị đứt rồi. Cái này bây giờ là lo chập bằng không rồi. Cái này bây giờ chập bằng không rồi. Cái này nó phải có điện trở cơ. Giống như cái siêu nước mình nấu bình ngày bình thường đấy. Đúng rồi, nó là như nó thuộc dạng như mai so mà. Nó như siêu nước của mình, cái này mua nó đắt. Cái này mua nó đắt thì cháu bảo bây giờ đắt thì ông dùng cái này đã lâu chứ, ông bảo dùng cái này gần chục năm rồi. Thì nắp trong cái mới. Thì cái này giờ về bán cái vỏ này chắc được 100 bạc. Rồi thôi cháu xin cho về bán vỏ 100.000. Còn cái kia thì cháu làm nó làm có như làm hộ ông ấy lấy 300 rưỡi tiền công. 300 rưỡi tiền công. Đấy, đo chập bằng không rồi. Bây giờ cái này là chập bằng không rồi. Để cho đo cho
đo chật bằng không mà nó cứ nhảy át thôi, cứ bật lên là nhảy át. À, bật lên nhảy át. Cứ nhảy bật lên nhảy át mà nó bị đứt cái đấy rồi. Ừ. Đứt đấy chật bằng không rồi. Đồng hồ đâu rồi? Đồng hồ bỏ quên cho. Đồng hồ có nhỉ? Đấy cũng có. Không bỏ quên đâu. Có. Kia. Không có gì. Sao lại đồng hồ lại không có nhỉ? Ồ chết rồi. Đồng hồ đâu rồi? Đồng hồ nó để đâu được nhỉ? Ồ chết rồi. Ồ chết nhỉ. Ôi đồng hồ cháu để đâu được nhỉ? Lấy làm một chữa, lấy con lấy ra đo. Đâu, hôm qua đo thôi, đo hôm qua thôi. Cái gì đấy? À, đang quay video. Camera. Camera. Cái này mua loại Trung Quốc thì như nó hơn 200 hay sao. Nhưng mà mua loại như kia mới đẹp. Bản của nó mới đẹp nhá. Đấy, nó chạy bóng không rồi. Đấy. Đấy không rồi. Ừ, vậy không rồi. Vậy không rồi. Chập rồi. Nó chập nó coi chẳng khác gì cái này là cái kiểu như mình đấu hai cái dây điện vào nhau ấy. Ừ. Đấu nóng lạnh vào nhau ấy. Thì bật lên áp nó chẳng nhảy, đúng không? Chẳng khác gì mình đấu nóng lạnh vào nhau. Bật lên áp thì mà ông dùng dây bình lạnh bình. Acetone này ông dùng 15 đúng không ạ? Cuội. Ừ. Ông bảo ông dùng 15 mà bền thế. Ừ. Thì chứ, để nó soi trong này nó có nó có gì có bục không? À vẫn bục không? Không bục nhưng mà nó không giò nhưng mà nó han lắm. Ui giời, han hết rồi cụ. Han. Ừ. Ôi giời nó han rồi thì vứt đi cái này. Hôm nào gạ chắc được 100 bạc. Hôm nay nó gạ mấy cái thằng mua điều hòa của cháu ấy chưa? À. Nhưng mà cái này mà bán cho mấy cái thằng nó đi xe máy mà đồ cũ bán đi nó giả 50 với 30. Ừ. Giá may ra nó giá còn hai còn cái này dùng được với lại cái cảm biến này may ra giá cho 50. Cái này là cái công tắc à? Cái này là automat của nó đấy. À automat nó cũng được. May ra nó giá cho được 50. Tao bảo thôi để tao về cho bán đấy, bán được cái vỏ này 100 bạc cái. Để cho ấy cháu bỏ cái máy máy mới kia cho lấy gọi cho như làm